Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Với nhu cầu 100.000 việc làm trong ngành du lịch khách sạn vào năm 2015, hiện nay Singapore có rất nhiều trường cung cấp các khóa học về ngành quản trị du lịch và khách sạn. Các khóa học này đa dạng từ chứng chỉ cao đẳng đại học cho tới thạc sĩ. Du học Singapore chuyên ngành du lịch khách sạn, bạn sẽ được đi thực tập hưởng lương 6 tháng với mức lương từ 800 đô đến 1.000 đô cho một tháng tại các khách sạn 4 hoặc 5 sao. So với những nước khác về thời gian học và khả năng đi làm thêm, thì Singapore có điểm mạnh là chương trình học ngắn. Chỉ trung bình 2 năm là sinh viên có thể hoàn tất đại học thay vì 3 đến 4 năm như các nước khác. Với ưu điểm thời gian học rút ngắn nên đã có nhiều bạn du học sinh nhận được bằng đại học khi chưa tròn 20 tuổi. Nếu học tập tốt, du học sinh có nhiều cơ hội làm việc tại Singapore. Bởi theo đánh giá của cơ quan giáo dục, thì trong những năm tới, ngành quản trị du lịch và khách sạn, một trong những ngành hot tại Singapore, sẽ cần nguồn nhân lực có tay nghề trong ngành này. Với mức lương khởi điểm cho một du học sinh mới tốt nghiệp là khoảng 2.000 đến 2.500 đô cho một tháng. Nếu xét về lâu dài thì du học Singapore có nhiều ưu điểm về học tập, thời gian và cơ hội làm việc. Nếu các bạn đam mê ngành quản trị du lịch và khách sạn, ẩm thực, v.v., bạn có thể lựa chọn các khóa học phù hợp tại Singapore tùy theo trình độ và nguyện vọng của các bạn. Và để được tư vấn về chương trình học ngành du lịch khách sạn tại Singapore, các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và Tư Đại Dương rất vui mừng thông báo đến các bạn học sinh về chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm 2014 khi đăng ký du học Singapore trường Nanyang là giảm ngay 50% lệ phí đăng ký, trải nghiệm 2 ngày 1 đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao ở Sentosa, tặng vé tham quan Universal Studio. Những ưu đãi ở trên chỉ được áp dụng cho tất cả các học sinh ghi danh vào tháng 6 năm 2014 và cho tất cả các khóa khai giảng vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2014, trừ chương trình tiếng Anh 2 tháng. Học bổng 2.000 đô cho khóa học cao đẳng nâng cao chuyên ngành du lịch khách sạn, học bổng 3.000 đô cho khóa học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, học bổng 2.000 đô cho khóa học cao đẳng chuyên ngành quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng, học bổng 2.000 đô cho khóa học cao đẳng nâng cao chuyên ngành quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Nanyang Singapore tại Việt Nam. Khi đăng ký du học Singapore tại Tân Đại Dương, chuyên viên tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn xin học bổng, tặng phí làm hồ sơ du học lên đến 5,9 triệu đồng, tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, hướng dẫn các bước nhập học tại Singapore, miễn phí tìm nhà, hỗ trợ học sinh trước khi du học, đang du học và sau khi du học. Đối với ngành quản trị du lịch khách sạn là một trong những ngành dễ tìm được công việc nhất. Các khách sạn hiện đại và các công ty du lịch luôn tìm kiếm các sinh viên có kỹ năng, kiến thức tổ chức sự kiện, kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong giao tiếp, kiến thức tổ chức sự kiện và trong công việc. Cơ hội làm việc trong môi trường hoành tráng, năng động tại các khách sạn đạt chuẩn quốc tế với giờ làm linh hoạt, thuận lợi, mức lương thưởng hấp dẫn, công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến, tiếp cận với cái mới và hiện đại. Ngành quản trị du lịch và khách sạn sẽ giúp các bạn tiếp cận với lựa chọn đa dạng ngành nghề và dễ kiếm việc làm nhất. Được thành lập năm 2001, Học viện Quản lý Nanyang chương trình giảng dạy học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức và năng lực của sinh viên. Trường chuyên đào tạo về nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng, v.v. Chất lượng giảng dạy và uy tín của trường được Tổ chức Giáo dục từ Singapore công nhận bằng chứng chỉ SQC về lớp học chất lượng ISO 9001 và 2000. Đặc biệt, Nanyang là một trong số ít trường tư tại Singapore đạt chứng chỉ bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế là EduJust 4 năm. Trường Nanyang cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất tại Singapore và trong khu vực với hệ thống các phòng học là quy mô của phòng lễ tân khách sạn, nhà hàng dành cho các hoạt động thực hành. Chương trình thực tập hưởng lương từ 800 đô đến 1.000 đô tại các khách sạn từ 4 đến 5 sao tại hơn 200 đối tác khách sạn. Chương trình học được chấp nhận bởi Hiệp hội các trường đại học danh tiếng trên thế giới và được cấp bằng có giá trị quốc tế. Trường Nanyang nằm trên bến tiện tàu ngầm, chạy dọc theo sông Singapore River, ngay tại trung tâm thành phố Singapore, và rất thuận lợi cho việc đi lại đến trường cũng như là ăn uống sau giờ học.
để tìm hiểu ngành quản lý du lịch khách sạn tại Singapore cũng như là các ngành học khác tại các quốc gia khác, các bạn vui lòng gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515771 để được tư vấn chọn đường. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty để tham khảo thêm là tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.